nhưng mà con không có ý định gì với anh này hết, tại vì con không có muốn quen làm người mẫu. Cảm vừa là người mẫu mà anh vừa làm DJ nữa, cho nên là rất là phức tạp á. Đậu hoàng đúng không? Dạ, người đó đẹp trai nữa. Thì con là một người rất là hay ghen, không biết bản thân mình như vậy nên con mà yêu anh này con nghĩ con sẽ đau tim lắm. Thì con không có ý định gì hết, nhưng mà ảnh thích con, xong rồi ảnh nhắn tin con đi chơi. Rồi sau qua những cuộc đi chơi nói chuyện con mới hiểu ảnh rất là chân thật á, xong rồi tự nhiên con quên hết những cái điều kia đi, thì mình cứ đâm đầu vô yêu người này thôi. Cứ đâm đầu vô. And like of course I had a good impression, first impression that was a good thing, but in that day she avoided me and I even think she was interested in my friend, so I told my friend, hey, you should talk to this girl, but he didn't. And then 1 week later I talked to her and we started having a couple dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her. Bạn này cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? Con cầu hôn bao lâu trước? Oh, thiệt không? It's a funny story. My name is Paul Hotter. I'm a model for 9 years, DJ for 5 years now. Been living in Vietnam for 7 years. Met my wife about 3 years ago. Soon gonna be 3 years. And yeah, I love the country, love the people here. That's why I chose Vietnam. Gọi một cái tên thân mật dành cho anh đó là tên gì? Gọi là Paulo đi. Paulo đi. Can you speak Vietnamese? A little bit, một chút. Little. You can say. Xin chào mọi người, xin chào anh, xin chào cô. Các bạn khỏe không? Just few things. Ai là người dạy bạn tiếng Việt? Nobody. It's because I don't know much actually. Speak so yourself. I just speak here and there. With her, we speak in English. Oh. So it's just a little bit here, a little bit there. I'm listening to some people. I understand. I can understand more than I can say. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, em 27 tuổi, làm người mẫu. Cho chú tò mò hỏi nghe cái tên của con. Cái tên của con Nguyễn Cao Kỳ Duyên nó rất luôn. Giống như chị MC Kỳ Duyên, thì có một cái sự trùng hợp hay là có sự sắp đặt gì đó? Bố con họ Nguyễn, mẹ con họ Cao, xong rồi ghép lại là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hay quá ha. Dạ. Lần đầu tiên các bạn gặp nhau là ở đâu? Dạ, lần đầu tiên tụi con đi chơi bowling cùng với một người bạn chung của hai người, thì chị đó rủ bolo, chị rủ con, thì lúc đó tụi con gặp nhau. Nhưng mà trước cái hôm đó 3 năm là tụi con đã gặp nhau rồi. Nhưng mà bolo thì không có nhớ. Cái ngày hôm đó thì có con nhớ thôi. Thì lúc đó là bolo làm người mẫu cho Vietjet, con là đi theo phụ người mẫu thay đồ. Thì con có nói chuyện sơ sơ với ảnh, thì hai tụi con từ đó cũng không có theo dõi nhau hay gì hết. Nhưng mà trùng cái là 3 năm sau, hôm qua một người bạn thì gặp lại nhau, xong rồi con gặp lại thì con nhớ ảnh nhưng mà anh không có nhớ con. Gặp con thì là ảnh có ấn tượng như về con không? She was wearing big clothes, baggy clothes, so I couldn't see her body. For me she was very skinny. I only see her smile and eyes and that's what attracted me. Her big smile, white teeth and that's what attracted me. Con thấy ảnh với so với 3 năm trước đây thì như thế nào? Nó cái lúc gặp lại ở chỗ bowling á. Con gặp lại thì ảnh hơi già dặn hơn một tí rồi, lúc mà xưa gặp mặt baby hơn. Sau gặp lại thì mặt trưởng thành hơn, vẫn đẹp trai. Thích nhưng mà con không có ý định gì với anh này hết, tại vì con không có muốn quen nước làm ngoài. Người mẫu. Cảnh vừa là người mẫu mà anh vừa là DJ nữa. DJ là rất là phức tạp á. Đậu hoàng đúng không? Dạ, người đó đẹp trai nữa. Thì con là một người rất là hay ghen, không biết bản thân mình như vậy nên con mà yêu anh này con nghĩ con sẽ đau tim lắm. Thì con không có ý định gì hết, nhưng mà anh thích con, xong rồi anh nhắn tin con đi chơi. Rồi sau qua những cuộc đi chơi nói chuyện con mới hiểu anh rất là chân thật á, xong rồi tự nhiên con quên hết những cái điều kia đi, thì mình cứ đâm đầu vô yêu người này thôi. Cứ đâm đầu vô. Nhưng mà là Paulo là đã từng tham gia một cái chương trình gì chưa ở Việt Nam á? Dạ có. Paulo tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Cho nên sau đó Paulo kiểu cũng nổi tiếng, nhiều người biết. Nên là con không có thích sắp xếp vô. Tại sao Paulo lại chọn Kỳ Duyên? It's not about choose. We start dating and I start to liking her more and more. And like, of course I had a good impression, first impression. That was a good thing. But in that day she avoided me. And I even think she was interested in my friend. So I told my friend, hey, you should talk to this girl. But he didn't. And then 1 week later, I talked to her and we started having a couple dates, going for coffee. And then from that time, after 4 dates, I chose her. See she was a good person to be with me. I liked her family, I liked her style, attitude, talk. That's why I chose her. Sau bao lâu tụi con chính thức là yêu nhau từ cái hôm mà gặp nhau ở bowling? Dạ, từ lúc bowling cái ngày mới lần đầu gặp lại thì 2 tuần sau tụi con có đi chơi, 2 tuần sau đó nữa là chính thức hẹn hò. Coi như là 1 tháng đó. Vỏn vẹn 1 tháng đó. Tụi con hẹn hò nhau bao lâu rồi? Tháng 6 này là được 3 năm rồi. Wow. Dạ, cưới nhau được một gonna be 1 year and a half. 1 năm rưỡi. Bao lâu?
the first kiss with her, where? Mm-hmm. Where? Do you remember? Yeah, I do. It was when I drove her back home. From a coffee and a movie, and then I stopped nearby her parents' house, but like 1 kilometer earlier, and then we talking, and then I asked if I could kiss her, and then we had the first kiss. It was one month later. The feeling, your kiss, how do you feel? I think if I should do earlier, first day, second date, but it was actually perfect. I wait a little bit more because I got to know she was a good girl, good person, and the feeling was awesome. And then I drive back home, I was smiling the whole time. Còn con thì sao? Con cũng vậy, con xong cái vô nhà cái con cũng cười, quá trời cười luôn. Mẹ con cùng xong mày cười hoài vậy. Con nó có nói là con cũng chỉ cười thôi. Rồi sau đó là hai đứa coi là có sống thử với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, tụi con sống với nhau khoảng chừng 8 tháng. Là tụi con cưới nhau. Gia đình con như thế nào? Dạ lúc đầu thì bố mẹ cũng không chịu. Cũng hay kêu con đi về nhà, nhưng mà tại tụi con đi Brazil về, ở bên đó là sống chung với nhau rồi. Xong về đây nó cũng dịch khoảng chừng 1-2 tháng gì đó là con phải ở chung nhà với ảnh, xong rồi cái thói quen rồi. Cái bây giờ kêu tách ra thì khó chịu. Ảnh có xin bố mẹ cho con tới ở chung với ảnh luôn. Rồi bố mẹ mới đồng ý. Cái đợt đó là con về Brazil để mà gặp gia đình của Paulo. Dạ. Rồi bố mẹ của Paulo làm sao? Bố mẹ Paulo rất là hiền, dễ thương. Nói chung là con cũng không nói chuyện được gì nhiều với lại bố mẹ của Paulo. Tại bố mẹ Paulo không nói tiếng Anh, cho nên là con không nói chuyện được nhiều. Nhưng mà họ rất là quý con. Nói chung là bố mẹ rất là hiền. Khi mà lần đầu tiên đưa bạn gái về, bố mẹ của Paulo có nhận xét gì về bạn cô bạn gái này? The first day when we came, when we fly to Brazil, she go to my parents' house with pink hair, was a little bit pink. Yes. They kind of didn't like that much, but the rest, they like it. They like it that she's not so big girl, small girl, good size for me. Cute, she smile, she offer help for them, what she could do, maybe cooking or something like that, and so they love it. Bạn bè cầu hôn em có lãng mạn không? Dạ không, con cầu hôn bao lâu trước? Con cầu hôn bao lâu trước? Ồ, thiệt không? It's a funny story. Tại vì cái đợt đó là, ở bên đó là dịch nổ ra, mới lo sợ về cái vấn đề visa này kia. Với lại con cũng muốn là Paulo không có phải lo về visa tourist nữa. Khi mà nếu mà cưới thì sẽ có cái thẻ định cư. Lúc đó ở trên biển thì con mới nói là hay là mình cưới đi, rồi anh sẽ có cái thẻ định cư, không còn phải lo về mấy cái vấn đề visa nữa. Con thấy là mất tiền nó rất là đắt, nhưng mà anh kêu ok. Xong rồi cái về Việt Nam cái anh suy nghĩ sao anh không chịu nữa. Anh kêu là thôi vậy thiệt thòi cho em. Tại ảnh không có cầu hôn gì đẹp quen hết. Con mới nói là mấy cái đó hình thức thôi, không quan trọng. Xong rồi cái anh từ chối, thời gian sau nữa cái lại nói lại thôi mình cưới. Cho nên là con nó vậy, nó là một cái màn cầu hôn đó. Dạ không có gì, không có gì đặc biệt. Chú nghĩ nghe là Paulo phải lãng mạn và cầu hôn. Trời, Paulo không lãng mạn. Many Brazilian men, they are very romantic. I was shy. Start living alone when I travel, I start to be less shy, but with friends, with girls, I still shy and it's a bit hard to be romantic. Sometimes I try, but it's simple. But mainly Brazilian people, the men try to be more romantic. Lãng mạn nhất của anh là chỉ có những ngày lễ đi về với một bó hoa. Ồ, vậy là được rồi. Dạ. Nhưng mà con sống với một người nước ngoài á, lúc mà tụi con yêu nhau rồi sau đó là ngay cái thời điểm mà dịch luôn đúng không? Dạ. Bùng dịch luôn, cả thế giới quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng hết trơn á. Dạ. Về công việc, về tất cả mọi thứ thì cái thời điểm đó tụi con có những cái mà giận hờn hay là cái căng thẳng stress về cái công việc của mình không? Đợt đầu dịch tụi con vẫn ổn. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới là thật sự là một cú sốc rất là lớn. Công việc thì không có thu nhập trong vòng 4 tháng trời luôn. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng tụi con. Nhưng mà tụi con thường không có cãi nhau về vấn đề tiền bạc nhiều, không có cãi về cái vấn đề áp lực, mà chỉ cãi nhau về những cái lặt vặt li ti ở trong nhà thôi. Với lại cái thời điểm đó là cái thời điểm Paulo rơi vào trầm cảm. Nhưng những cái gì mà nó nhỏ nhặt nhất, Paulo cũng rất là dễ nóng giận, cho nên là cãi nhau. Sau đó thì con mới thấy là Paulo bị như vậy, cho nên là những cái chuyện nhỏ đó thì con thôi cũng nhịn, con không có cãi lại làm cái gì hết. Và tụi con vượt qua cái thời điểm đó là mấy tháng? Cái đợt đầu dịch đó thì Paulo cũng bị nhẹ nhẹ thôi. Xong rồi đợt dịch thứ hai mới bị nặng, chắc cũng phải 2 năm á. Cái gì hả? Dạ. Cái đợt thứ hai là bao lâu? Tầm 8 tháng đó. Đó thì em mới hiểu cái điều đó. Sau đó thì là có một cái đám cưới là hoành tráng không? Dạ, tụi em chưa làm đám cưới.
tụi em mới đăng ký kết hôn rồi đúng không? Tụi em muốn đợi bố mẹ bao lâu năm nay về tụi em tổ chức đám cưới. Có dự kiến chưa? Cuối năm ạ. Vậy là khi mà hai đứa bắt đầu sống thử với nhau, có lòi ra tật xấu gì không? Dạ, tật xấu là cực kỳ nóng tính, sau dịch thì còn nóng tính hơn nữa. Wow. Dạ, nóng tính với có cái là hay nặng mụn. Nặng mụn ai? Dạ, nặng mụn của chính mình. Có nặng mụn con không? Dạ không. Tắm xong thì thôi đi, đi lau khô người đi ra đi không nhìn vô gương. Xong rồi á là thấy một đống đống luôn, xong rồi nặng nặng một hồi là quên, xong rồi cái lúc mà nhận ra thì là mình đã nặng bấy rồi, bày bất thư trên mặt là sao. Xong rồi buồn trầm tư, xong rồi cứ ngồi suy nghĩ là dạ đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ cải thiện, giống như là hồi đó bị trầm cảm cũng một phần là do bị nặng mụn. Có ghen không? Trời ơi ghen lắm. Nếu mà đi bình thường, đàn ông con trai người ta nhìn, ví dụ nhìn liếc liếc nhìn sơ sơ thôi thì không sao. Nhưng mà nếu mà trình trực diện vô con luôn á, để ý thì anh sẽ lại nói chuyện với người đó. Là sao nhìn vợ tao vậy? Là kiểu vậy đó. So beautiful, I have to be jealous. Còn gì nữa nè? Ngủ hay bị mộng du á, cô chú. Có một cái hôm mà con kiểu buồn mà bị sốc luôn á, là tại vì là hôm đó tụi con đang ở Đà Nẵng trong khách sạn, cái anh tức giận anh kêu là em học bài giả tạo. Em học bài giả tạo. Tại sao em lại như vậy? Con không hiểu gì hết. Mà tại sao lại mắt hay là mở mắt? Lúc đó anh đang mở mắt luôn. Lúc đó anh tỉnh rồi. Tại sao anh lại nói em vậy? Xong kêu là anh nằm mơ thấy tụi mình cãi lộn. Không, vậy là ghen trong mơ rồi. Xong rồi dạ, xong rồi nguyên một đêm ngủ không có ôm con luôn. Thật tới nỗi mà anh không biết được đâu là thật đâu là giả. Xong rồi ngày hôm sau thì anh xin lỗi, anh mới nhận ra đó là mơ. Con đang nằm ngủ, anh kêu là anh thấy người đó đang nhìn tụi mình. Xong rồi cứ chỉ, trời ơi con sợ lắm. Sợ sao không sợ? Má. Có đi tới đi lui không? Dạ có, trời ơi. Dậy xong rồi cái là đi vòng quanh nhà luôn. Anh thấy họ. Tôi quay lại hỏi là em có biết những cái người mà hay dòng ngó nhà của người khác không? Con nói là biết, giờ họ đang ở đây nè. Xong rồi quay lại ngủ, sáng ngày hôm sau hỏi lại không nhớ. Không biết gì đâu, đang ngủ mà. Nói cho ba lô có một cái nỗi sợ là sợ bị ai đó vô nhà cướp đồ. Cho nên là lúc nào cũng mơ hay có trộm cướp vô nhà hết trơn, rất là sợ. Bây giờ con mong ba lô thay đổi điều gì không? Con chỉ mong có một cái là bớt nóng tính lại thôi. Yeah. I just hope you like calm down more. Less jealous. Rồi giờ tới Paolo đó. She loves to watch Chinese and Korean TV shows and every day. Rồi còn gì nữa? Nothing else. Yeah. Cooking. She learned to cook when we start dating and live together. So because of me, she couldn't cook and she learned and she do good. Con nấu thì anh cũng khen ngon chứ. Thì con cũng nghĩ là con nấu cũng ok, tại vì con tự coi, tự học, tự nấu, cho nên là ảnh không có cái complain về điều đó đâu. Do you want her change more? No, she did already. I'm happy with her change. Yes. Quá trời là sung sướng. Ủa nhưng mà tụi con là đã có em bé chưa? Tụi con có hai bé. Ủa hai bé là hả? Dạ, một bé trai, một bé gái. Bé cún phải không? Bé cún phải không? Dạ. Một bé mèo. Do you want to have a baby? I want, yes. But if I already have my babies now. This year or next year? I think 2 or 3 years later. Oh. Con cũng muốn là ảnh, cái tâm của ảnh nó vững hơn một chút xíu thì mình mới nên có em bé. Nhưng bây giờ con thấy ảnh hơi nóng tính quá, thấy chưa có sẵn sàng. Cô nghĩ là về nè, lúc nào mà rảnh rảnh hai đứa về Brazil hoặc là ở đây á, con tìm một cái bác sĩ mà về cái bệnh mũ mộng du á, mình có thể trị được. Cho bác sĩ họ tư vấn xem mình cải thiện cái tình trạng nó như thế nào. Anh lúc nào anh cũng phải hoạt động á. Khi mà ảnh mộng du là ảnh vẫn phải hoạt động trong cái giấc ngủ đó. Thành ra cái thần kinh của anh nó lúc nào nó bị căng thẳng, nó mới dịu. Cho nên là ảnh bị nóng tính đó. Theo cô nghĩ là như vậy, thành ra con cho ảnh gặp bác sĩ để mà giống như mình có những cái thuốc nó không còn cái tình trạng mộng du trong giấc ngủ nữa. Yeah, rồi. Cảm ơn chị Duyên, cảm ơn Paolo đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chúng ta sẽ gặp lại nhau.